Ái chà, hôm nay trời mát thế nhỉ? Ngõ này vắng ghê, để dựng cái xe xuống xem có lấy được gì không nào. Người này đứng đó một lúc khá lâu để thăm dò thám thính. Sau một hồi nhìn ngang nhìn dọc, nam thanh niên bắt đầu bắt tay vào làm việc. Điều đáng ngạc nhiên là thứ anh ta cầm về là một chiếc cẩu sắt dắt xe máy. Cụ thể, clip dài hơn 2 phút ghi lại toàn bộ hành vi trộm cắp của một người đàn ông đi xe máy. Người chia sẻ clip viết: trộm cắp vặt hay là đường dây xó mình? Ở Định Công Hoàng Mai, Hà Nội, ngõ cụt thường nhiều người ở nhà, nhưng đối tượng đi vào rất là bài bản. Mình để ý mấy bà đồng nát đi trước, sau đó là tới bọn này đi sau. Theo như clip ghi lại, một đối tượng mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang kín mít phi xe máy vào sâu bên trong ngõ cụt. Sau đó, hắn xuống xe thám thính xung quanh. Người này cố tỏ vẻ đang đứng đợi ai đó để không bị nghi ngờ. Đợi lúc không có người để ý, hắn liền nhanh tay cuỗm hai chiếc cẩu sắt dắt xe máy rồi nổ máy phóng đi. Tên trộm này không hề biết mà hành vi của hắn đã bị camera an ninh ghi lại. Có lẽ chủ nhân clip này đã trình báo cơ quan công an để kẻ xấu sớm phải đền tội. Clip ngay sau chia sẻ đã nhận về nhiều quan tâm của dân mạng, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm trước hành động của người đàn ông trên. Nhiều bình luận phê phán người đàn ông trai tráng không đi làm kiếm tiền mà lại làm ra việc đáng xấu hổ này. Bên cạnh đó, nhiều người cũng than thở việc chỗ ở của mình liên tục bị trộm cắp vặt. Một số bình luận nổi bật của cư dân mạng: ngõ cụt thì mỗi nhà góp lại một ít mà làm cổng chung, ra vào thì đóng. Nếu nhiều nhà mà có điều kiện thì có thể thuê hẳn ông bảo vệ trực ban ngày ấy. Còn bây giờ hở ra là mất thôi, kể cả có lắp camera. Hôm nào phục kích, dạy cho bọn nó một bài học. Không phải tự nhiên mà nhiều ngõ người ta cấm mấy bà đồng nát đâu. Chỗ mình trước kia đồng nát đi vào, nồi thịt đang kho chỗ cửa mà bà đồng nát bê xuống lấy cái bếp ga mini. Hai chiếc cầu sắt đó có đáng là bao mà bị bắt cái thì khổ không? Thanh niên không chịu đi làm, chỉ muốn có tiền ngay nên ăn cắp cho nhanh.